Chào mừng các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu chậu rửa đặt bàn của Vigracera. Đó là chậu rửa CD20. Ngay trước mặt các bạn đây chính là chiếc chậu rửa này. Mời các bạn cùng xem. Mình sẽ quay để các bạn nhìn tổng thể cái chiếc chậu này nha. Đó. Như các bạn thấy là chiếc chậu này có in thương hiệu Vigracera ở trên phần vành, có tem ghi là CD20 là mã chậu, và ngay ở khu vực bên này thì cũng có mã QR để kiểm tra sản phẩm chính hãng. Thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể check bằng điện thoại di động hoặc kết nối mạng và để quét cái mã QR này nha. Chiếc chậu rửa này có hình dáng là hình vuông, có 3 lỗ thoát tràn và một tâm xả ở giữa. Thì kích thước của chiếc chậu rửa này là chiều dài cũng như chiều rộng bằng nhau 418mm, và chiều cao của chậu từ phần đáy chậu cho đến bề mặt trên của chậu là 170mm các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần đáy để các bạn cùng xem cái phần đáy của chiếc chậu này. Thì nó thiết kế rất là vuông vức. Vuông vức thôi. Đó. Dòng sản phẩm này đang được bán tại các cửa hàng showroom thiết bị vệ sinh của mình. Nếu các bạn có nhu cầu mua dòng sản phẩm này, có thể comment để lại số điện thoại bên dưới để bên mình liên hệ lại với các bạn. Và các bạn hoàn toàn yên tâm về bên mình sẽ ẩn cái comment của các bạn và sẽ không có ai làm phiền các bạn đâu ạ. Video của chúng mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.